Hai anh. Chào. Ờ, hello em, khỏe không em? Dạ em khỏe ạ. Ok. Trước hết á là em có thể nói cho anh biết là em tên gì, em biết như thế nào về cái chương trình này, cho anh biết được không? Dạ em tên là Thịnh Huỳnh ạ. À, ok. Rồi. Em biết chuyện này là nhờ family của là mẹ em. Ok. Em biết đó là anh muốn nói với em như thế này nè, mẹ của em is amazing. She already prepare for you guys for a great future. She chôn cho em á là cái chương trình Em Bé Triệu Phú đó. Tuy hiện tại bây giờ em không phải là em bé nhưng mà thực sự ra là giống như là just imagine là Em Bé Triệu Phú là you are a kid millionaire. So in the future, thực sự ra trong cái tương lai của em đó thì em sẽ được có một cái chương trình rất là tuyệt vời để bảo vệ về cái phần sức khỏe của em cũng như là cái tương lai của em sau này rất là vững chắc. Khi mà em lên học đại học thì em sẽ có được cái phần mà tiền lời, xong rồi mình trả được tiền student loan. Đó là một cái biggest problem ở nước Mỹ đó. Mình không muốn đi học cho đã, xong rồi ra trường mình phải trả tiền student loan. Thì cái này nó sẽ giúp em cover phần đó. Thì sau này khi mà em retire đó thì em sẽ có một số tiền để retire và nó cover luôn cái phần sức khỏe cho em. Thì đó là cái chương trình mẹ của em đã chuẩn bị cho em rồi. It's really amazing. Thì cho anh hỏi em cái điều này nè. How do you feel about that? How do you feel about, your parent chuẩn bị một cái chặng đường cho em như vậy? Tại vì anh cũng biết là sẽ có những người mẹ cũng đang nghe cái video này, đúng không? Và những người mẹ họ đang cũng suy nghĩ là không biết mình có nên tham gia cho con của mình hay không, biết con mình nó có thích cái này chương trình hay không. Nhiều khi tham gia cho nó không biết nó có cảm ơn hay là appreciate gì hay không. Thì theo em nghĩ là về cái chương trình này ra sao, và em nghĩ là những cái người mà trẻ như là em cảm nghĩ như thế nào khi người mẹ mình tham gia cho mình? Dạ em rất thankful vì em kiếm được cái chương trình này, tại em nghĩ này rất là tốt. Tại sao em nghĩ cái chương trình này rất là tốt cho em? Tại vì sau khi về hố em sẽ có một khoản tiền để lo cho sống của em sau này. Ok. Mà ngoài vấn đề đó, em lên college em cũng không không cần phải 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 worry nữa. Dạ đúng không? Tại vì thực sự anh không biết cái chương trình của em là có cái tiền là bao nhiêu, nhưng mà anh biết được đó là at least khi em tham gia cái chương trình này đó là you in a good hand. Là at least là you already prepare for your future. And I wish I really know about this program or even my mom can join for me doing that. Thì thực sự ra lúc mà anh còn trẻ thì hiện tại bây giờ anh cũng còn trẻ thôi, nhưng mà lúc mà anh còn trẻ thì anh muốn mẹ của anh at least chôn cho anh được được cái chương trình này, nhưng mà tiếc thay là lúc đó là mẹ của anh cũng chưa biết về cái chương trình này. So it's really good. Trước khi anh hang up cái cuộc trò chuyện với em thì cho anh hỏi nè, nó sẽ có những cái người trẻ như là em ngay bây giờ đó, khoảng chừng năm nay là em khoảng chừng bao nhiêu tuổi em? Dạ em mới 18. 18, ok. Sẽ có những người trẻ như là em hiện tại 18 tuổi ở trên TikTok hay là trên Instagram cũng đang coi cái video này. Anh ấy giả sử. So họ không biết là man, I don't even know if this program is really good for me. Should my parents buy this thing for me or not? Đó là không biết, họ không biết có nên hay không. Thì em có cái lời khuyên nào cho những người trẻ mà đang nghe cái video này, họ nên tham gia hay là không tham gia? Còn nếu mà họ tham gia thì mẹ của họ nên tham gia cho họ hay không? Thì what do you say? I just say go for it. Ok. Tại vì em cảm thấy em chỉ được cái lợi, không có mất cái gì hết. Exactly. Okay, so if anyone watch this video right now, là ai đang coi cái video này, so if you are still young and if you thinking about your future, that is the reason why. Đó là lý do tại sao mình đi học, mình lên high school, mình vô college, đúng không? Tại vì tất cả chúng ta đều có muốn một cái tương lai tốt. So your parents don't have to worry. Cho nên nếu là bậc cha mẹ hãy xem cái video này thì hãy nghĩ đến con của mình, chuẩn bị cho con mình một cái tương lai thật là vững chắc. Còn nếu mình là con và mình đang thấy được cái video này trên TikTok hay là trên Instagram gì đó, thì talk to your parents, let your parents know that prepare for you for a great future, because you don't know what happened in the future. You don't want later on when you graduate from college, you be in debt or maybe down the road, you don't have the fund to start your own business. So this is the program to prepare you for a strong future. Thank you very much, Em, and thank you your sister. And I want to take a moment. Thank you for your mom, wonderful mom. Thank you so much, guy. And hope you have a great night. Thank you. Okay. Thank you. You have a good night. Okay. Thank you. Bye, Em.